Quý vị khách hàng thân mến, hình xăm thì luôn luôn mang cho mình những cái ý nghĩa vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Có những thời điểm là chúng ta quyết định là sẽ xăm một cái hình xăm nào đó trên cơ thể của mình để có thể lưu giữ và nhớ đến một cái kỷ niệm nào đó. Tuy nhiên là qua thời gian thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến những cái công việc hay là cuộc sống của chúng ta, nên là những khách hàng của chúng ta phải quyết định là sẽ đi xóa cái hình xăm đó của mình. Và khách hàng ngày hôm nay của thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội thì cũng không phải là một ngoại lệ. Anh có hai hình xăm ở trên lưng của mình, một hình xăm ở phía lưng gần trên vai, còn một hình xăm ở phía thắt lưng, quý vị ạ. Và cả hai hình xăm này thì đều là hình mang tính chất là hình cung hoàng đạo của anh, và đó chính là cung cự giải, quý vị ạ. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì anh đang làm cho một công ty trong nhà nước, thế nên là bắt buộc là sẽ phải xóa cái hình xăm đó đi. Anh cũng rất là lo lắng về việc là khi mà xóa xăm sẽ để lại sẹo, nên là anh tìm hiểu rất là kỹ các cái trang thông tin khác nhau, và cuối cùng thì anh đã lựa chọn thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội để có thể gửi gắm hai cái hình xăm của mình để chúng tôi có thể thực hiện xóa hình xăm đó đi giúp anh. Và tại thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi cam kết là khi xóa xăm sẽ không bao giờ để lại sẹo, quý vị nhé. Chúng tôi sử dụng công nghệ là Piconil 450. Với công nghệ này thì sẽ tác động vào cái màu mực xăm và sẽ phá vỡ cái cấu trúc mực xăm ở dưới da khách hàng. Tiếp theo đó thì màu mực xăm ở dưới da của khách hàng sẽ được đào thải qua đường mồ hôi, quý vị ạ. Phương pháp này thì hoàn toàn không phải là đốt cháy làn da của quý vị hay là gây bất cứ cái tổn thương xâm lấn nào trên da của quý vị cả, mà chỉ là tác động vào phía bên trong màu mực, làm cho màu mực nhỏ ra để cuối cùng có thể đào tiết, bài tiết qua đường mồ hôi thôi. Thế nên là nó cực kỳ an toàn và tuyệt đối là sẽ không bao giờ để lại sẹo. Và với Piconil 450 thì chúng tôi cam kết là sẽ mang lại cho quý vị một cái liệu trình xóa xăm ngắn nhất với cái kết quả tốt nhất như mong đợi của quý vị ạ. Ngày hôm nay mới là buổi đầu tiên thôi, nhưng mà màu mực trên da của khách hàng của chúng tôi thì đang đáp ứng rất là tốt nhu cầu điều trị. Đó chính là khi mà laser đi tới đâu thì màu mực đã chuyển sang trắng ngà tới đó, quý vị ạ. Và đây mới chỉ là một cái đáp ứng rất là tốt tại thời điểm này của khách hàng thôi. Và cái hiệu quả của cái buổi đầu tiên này quý vị sẽ nhìn thấy rõ nhất sau từ 10 đến 15 ngày, sau khi tất cả các cái hạt mực đã được đẩy lên và đào thải ra ngoài, quý vị nhé. Và để hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta đào thải hạt mực ra ngoài một cách tốt nhất thì về nhà thì quý vị nên uống thật là nhiều nước hoặc là hoạt động thể thao để cho những cái vùng mà xóa xăm chúng ta toát mồ hôi nhiều, thì hạt mực sẽ nhanh chóng đào thải ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết mồ hôi, quý vị nhé. Và nếu như quý vị cũng đang mong muốn xóa đi hình xăm của mình mà không để lại sẹo, hãy đến với thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội với số hotline 0919005623. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái buổi đầu tiên trong liệu trình xóa xăm của vị khách hàng của thẩm mỹ Ohio, quý vị nhé.